Việt Nam chỉ đứng sau Philippines trong số các nước Đông Nam Á về mức độ tin tưởng Mỹ cũng như nghi ngại Trung Quốc, theo kết quả cuộc thăm dò thường niên được Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak có trụ sở Singapore công bố hồi đầu tháng 4. Cuộc thăm dò có tên Tình trạng của Đông Nam Á năm 2024 cho thấy Trung Quốc đã xoán ngôi Mỹ để trở thành siêu cường được các nước ASEAN ủng hộ nhất ở Đông Nam Á, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông gần đây giữa Bắc Kinh và Manila. Khi được hỏi nếu buộc phải liên minh với một trong hai nước, Mỹ hay Trung Quốc, sẽ chọn nước nào? Có 50,5% trong gần 2.000 người tham gia trả lời chọn Trung Quốc, nhiều hơn so với 49,5% chọn Mỹ. Chỉ mới năm ngoái, tỷ lệ chọn Mỹ là 61,1%, trong khi Trung Quốc chỉ được 38,9%. Trong khi đó, chỉ có 21% người Việt trả lời chọn Trung Quốc so với 79% chọn Mỹ. Còn trong số những người dân Philippines được hỏi, chỉ có 16,7% chọn liên minh với Trung Quốc và có tới 83,3% chọn liên minh với Mỹ. Việt Nam và Philippines cũng là hai nước đứng cuối bảng về mức độ thân thiện với Trung Quốc, đồng thời nghi ngại Mỹ. Trong các nước còn lại của ASEAN, quốc gia ưa chuộng Trung Quốc nhất đồng thời dè dặt với Mỹ nhất là Malaysia với 75% chọn Trung Quốc, theo sau là Indonesia với 73% và Lào 70,6% đứng trên các nước khác. Mặc dù cũng giống như đa số người dân các nước Đông Nam Á khác, đông đảo người dân Việt Nam xem Trung Quốc là cường quốc kinh tế quan trọng nhất trong khu vực, nhưng chỉ có 12,3% người Việt tham gia khảo sát hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và có đến gần 67% hoan nghênh sức mạnh kinh tế của Mỹ trong khu vực. Về vai trò địa chính trị trong khu vực, 46% người Việt Nam được hỏi chọn Trung Quốc, nhiều hơn gấp đôi số chọn Mỹ là 21%, nhưng lại có đến 96% người Việt nghi ngại về ảnh hưởng chính trị gia tăng của Trung Quốc, trong khi tỷ lệ lo ngại về Mỹ là 45%.